Xin chào các bạn đã đến với Góc Yêu Bếp. Hôm nay mình sẽ cùng vào bếp với món trứng hấp lá mơ. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị ở đây thì gồm có lá mơ và trứng. Các bạn chỉ cần rửa sạch lá mơ tầm 3 đến 4 nước để lá mơ sạch. Rồi sau đó mình sẽ đem đi để thái nhỏ nha các bạn nhé. Các bạn thái nhỏ với phần lá mơ ra để tí mình cho vào bát hấp. Món lá mơ hấp trứng này là rất tốt cho hệ tiêu hóa của cả nhà. Nếu mà ai đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa thì một lần mình nên bổ sung cái món này 1 lần 3 lần. Nó giúp cải thiện cái hệ tiêu hóa cũng như dạ dày của mình rất là tốt. Ở đây thì mình sử dụng 5 quả trứng gà, rồi sau đó các bạn tách ra để lấy lòng trắng và lòng đỏ. Mình sẽ trộn cái phần trứng vào với phần rau nhá. Rồi các bạn quấy đều lên để trứng với rau hòa quyện với nhau nhá. Rồi sau đó mình sẽ đổ ra một cái đĩa lông để tí mình cho vào cái sừng hấp nó sẽ nhanh chín nhé các bạn nha. Mình không để nguyên ở trên bát. Vậy là xong rồi, giờ mình cho ra sừng hấp thôi. Các bạn hấp trong khoảng thời gian tầm 15 đến 20 phút để cho cái rau và cái trứng của mình được chín nhé. Trong quá trình chờ thì mình sẽ bắt đầu hòa nước chấm, thì các bạn chỉ cần muối một cây hào hảo và các bạn sẽ sử dụng chanh hoặc là quất. Mình thấy cái mùi của quất sẽ rất là ngon hơn so với chanh, nhưng mà đây mình không có, mình sử dụng chanh nha. Vậy là mình đã hấp xong rồi, các bạn hãy cùng mang ra và thưởng thức nóng nha, sẽ rất là ngon đấy ạ. Các bạn hãy cùng vào bếp để thử ngay món này cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Một món ăn rất tốt cho hệ tiêu hóa và cũng rất là ngon nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để là người đầu tiên xem những video mới nhất của mình nha. Chúc các bạn có một ngày luôn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha.